hai nạn nhân của vụ án kinh hoàng đang gây xôn xao dư luận Thái Lan. The Sun đưa tin, nữ vũ công Thái Lan Pai Win Anamil Angjuk, 20 tuổi, và bạn thân của cô Nơn Ad Hai Jaiit Jam, 21 tuổi, bị hai người đàn ông giương súng bắn tới tấp ngay trên phố vào chiều Chủ nhật 29/7 vừa qua. Cảnh sát địa phương cho biết vụ án giết người xảy ra ở tỉnh Chonburi và hai nạn nhân đều qua đời ngay lập tức. Payin Anamil Angjuk bị bắn 4 phát vào đầu và ngực, còn Nơn Ác Hai Jaiit Jam bị bắn 3 phát. Một người bạn trong nhóm đi cùng may mắn thoát nạn và không bị thương. Hôm xảy ra vụ án mạng thương tâm, cô đang trong kỳ nghỉ với bạn bè để đón sinh nhật 20 tuổi. Hiện trường vụ án xảy ra ở tỉnh Chonburi. Theo miêu tả của nhân chứng, cảnh sát Thái Lan đã nhanh chóng bắt giữ được nghi can Panirin Ang, 43 tuổi, chủ một hộp đêm ở Phuket, và đồng phạm tên Hijasek Unaibang, 34 tuổi. Theo điều tra ban đầu, các nhà chức trách cho rằng đây là một vụ giết người có chủ đích và chủ mưu là Panirin Ang. Tên này là chủ hộp đêm nơi Pai Win Anamil Angjuk từng làm việc với vai trò vũ công. Hung thủ tưởng anh ấy là người yêu nạn nhân nhưng thực tế anh ấy là người đồng tính, đại diện cảnh sát Thái Lan cho hay. Theo Bangkok Post, Pai Win Anamil Angjuk từng đăng quang trong một cuộc thi sắc đẹp ở địa phương nhưng chuyển hướng trở thành vũ công và tham gia biểu diễn tại các tụ điểm ở Phuket. Nghi can 43 tuổi yêu Pai Win Anamil Angjuk từ 2 năm nay. Ông ta nhiều lần ngỏ ý muốn cưới nhưng đều bị cô từ chối. Khi nghe tin người đẹp đi du lịch với thanh niên trẻ, ông ta cho rằng cô đã phản bội mình nên quyết định giết cả hai người. Hung thủ hiện đã được bắt giữ và điều tra. Nơn Ác Hai là bạn thân của Pha Yên A từ khi còn nhỏ. Hung thủ tưởng anh ấy là người yêu nạn nhân nhưng thực tế anh ấy là người đồng tính, đại diện cảnh sát Thái Lan cho hay. Mẹ nạn nhân, bà Oan Pen, kể Pa Niên nhiều lần gửi tiền cho bà và gia đình để hỏi cưới Pa Yên Anamil Angjuk. Lần gần nhất, ông ta còn chuyển khoản 30.000 USD làm quà cưới. Con gái tôi từ chối hắn hết từ lần này tới lần khác, nhưng hắn ta vẫn không từ bỏ ý định. Bà khóc mất khi nghe tin con gái qua đời. Nở người đẹp xấu số Pa Yên Anamil Angjuk tử nạn ngay trong ngày sinh nhật 20 tuổi tách.